Đến với thông tin về thời tiết, thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay 14 tháng 2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm 14 tháng 2, bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Ở nơi khu vực Bắc Bộ từ ngày 14 tháng 2, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt rét này thì nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ C, vùng núi từ 10 đến 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.